Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là mình sẽ pha và tưới cái thằng siêu lân kẽm UXA thực tế cho bạn xem ha. Và mình nói cái mục đích và cái tác dụng của nó, mục đích tưới như thế nào ha, và một tác dụng của nó, và cũng như là liều lượng mình sử dụng cho những cái giai đoạn nào cho nó phù hợp ha. Thì trước khi mình tưới thực tế thì bạn cho bạn xem ha, mình giới thiệu qua cái thằng chai siêu lân kẽm này ha. Thì siêu lân kẽm này trên thị trường rất là nhiều loại các bạn ha. Bạn mình thì mình xài cái loại của trường phát này nè ha, trường phát UXA nè. Thì cái chai này tương đối là mắc tiền các bạn ha, tương đối là nó khoảng chai này muốn đến 1 lít mà nó khoảng 200 mấy á. Thì các bạn nếu mà bạn đã xài cái thằng siêu lân kẽm này rồi thì các bạn phải xài hoài, tại vì mình nói nó là có hormone sinh trưởng trong đây, hormone ngoại sinh đó các bạn ha. Thì mình nói về cái thành phần của nó cho các bạn nắm rõ nè. Thì thành phần của nó gồm có bo là 2000 phần triệu nè, BBM là phần triệu ha. Thì bo này có tác dụng là kích thích bộ rễ và hình thành phân hóa mầm hoa ha, và tốt cho hoa. Nhưng mà giai đoạn đầu năm này thì bo này có tác dụng là kích thích bộ rễ ha. Thì bạn thấy là tiếp tục là nó có phosphor, có nghĩa là pH 5 này là lân này các bạn ha. Lân thì liều lượng của nó là 15.000 phần triệu nè ha. Thì khi mà mình chia ra thì nó là 15 phần ngàn ha, 15 phần ngàn ha, 15 phần ngàn thì tương đương với lại là nó khoảng là cái liều lượng lân nó rất là thấp ha. Nhưng mà cái lân của nó là nó kích thích bộ rễ rất là tốt các bạn ha. Cho thêm cái nó có axit fulvic nè, cái thằng fulvic này nó liều cái nồng độ nó cao hơn và tác dụng nó sẽ cao hơn cái thằng fulvic ha bạn ha. Đó rồi, và nó có thêm gạ ba là cái hợp hóa sinh trưởng ha. Gạ ba nó với cái liều lượng mà thấp thì nó sẽ kích thích bộ rễ, còn nếu mà bạn tưới liều lượng cao quá thì nó sẽ làm cho cái cành nhánh của bạn nó vươn cao, vươn dài ha, nó phát triển về chiều dài. Và nó có 17 axit amin nè, bạn thấy axit amin là bạn biết là nó là cái chuyển hóa đồng hóa từ đạm ha, có nghĩa là từ đạm nó sẽ chuyển đổi qua thành axit amin. Nó tới 17 axit amin, thì trong cây mình nó có 18 axit amin để mà thiết yếu cây mình nó cần á ha. Thì đây nó có 17 loại rồi. Thì axit amin này là sử dụng cho những cây mà sung cũng được, mà sử dụng cho những cây yếu cũng được, tại vì những cái cây yếu á thì bạn biết á, là khi mình bón phân NPK không có được, nên nó sẽ không tổng hợp được cái đạm để mà nó tạo thành axit amin đó. Nên chính thể mình cung cấp cho nó ở ngoài, ở bên đây nó cái xưởng gara nó đập ồn lắm các bạn thông cảm ha. Rồi, tiếp tục là thằng magie nè, thằng magie này thì nó 80 phần triệu nè. Magie thì nó là trung lượng, nó tốt cho cái sự phát triển của lá, có nghĩa là nó tạo diệp lục tố cho lá đó, làm lá cho mình nó xanh ha, mà có độ xanh đó. Rồi kẽm nữa nè ha. Rồi canxi nè, canxi thì nó tốt cho bộ rễ ha, đương nhiên rồi, canxi tốt cho bộ rễ nè. Thì mình thấy cái thành phần của nó là rất là tốt mà, liều lượng của nó là nó kêu mình xài là có nghĩa là khoảng là nếu mà phun lá thì nó cho cái liều là khoảng là 2g 20 lít cho 1 lít nước nè, bạn thấy ha. Đó thì tưới gốc á, dùng để tưới rễ thì cái chai 500ml thì cho 200 lít nước. Cái chai này để mình coi 1 lít chứ không phải là 500ml đâu, chai tới 1 lít lần các bạn ha. Cái này 1 lít nha các bạn ha, chai này 1 lít, 1 lít là này cho tới 400 lít nước nha các bạn ha, lít cho 400 lít nước là tưới gốc ha. Thì cái thùng B này là khoảng 18 lít thôi, mình pha nó khoảng là 30 ml ha, 30cc đó ha. Thì mình pha hơi loãng một chút, và mình nói cái liều lượng là nó quy định là cho 2g 20 lít cho 1 lít nước, bạn không được pha liều cao hơn của nó nha các bạn ha, phải pha thấp hơn. Ví dụ như mà cái thùng B 20 lít nước như thế này mà bạn bỏ vô 50g là bạn thấy cao hơn của nó cho quy định rồi ha. Thì thùng B 20 lít nước này bạn bỏ cho mình 30g là được rồi ha. Và lưu ý là cái này bạn có thể tưới là nửa tháng một lần với liều loãng. Liều loãng có nghĩa là 1cc cho 1 lít nước thôi. Còn nếu mà sử dụng 1 tháng tới 1 lần thì bạn có thể sử dụng một liều 1.5 cc cho 1 lít nước ha. Và mình nói là khi mà đã xài cái thằng này rồi thì các bạn phải xài hoài, tại vì nó có hormone sinh trưởng. Nếu bạn ngưng đột ngột á thì cái cây của bạn nó sẽ xuống sắc ha. Nếu mà bạn muốn ngưng á thì phải kéo dài thời gian và liều lượng giảm
Có nghĩa thí dụ như bây giờ bạn bình thường á, là bạn tưới một, mình nói bình thường là bạn tưới một tháng một lần đi, thì bạn muốn ngưng nó thì bạn phải giảm cái thời gian tưới ra là một tháng rưỡi tưới một lần, rồi từ từ hai tháng tưới một lần. Và khi mà giảm như thời gian, giãn thời gian ra vậy á, thì các bạn phải giảm liều. Ví dụ như liều bắt đầu bạn cho 30 gram cho 20 lít nước ha, thì bạn giảm lại còn 20 gram 20 lít nước đó, giảm từ từ liều và giảm thời gian ra, rồi từ đó bạn phải ngưng nó, bạn phải kiếm một cái loại dưỡng dễ phải bổ sung cho nó ha, chứ không có được ngưng luôn. Mà mình nói á, là khi mà bạn xài này, cái liều lượng như mình nói á, bạn xài một tháng một lần á, liều lượng mà 30cc cho 20 lít nước như thế này nè, thì nó tốt cho cây các bạn ha, nó không có ảnh hưởng tới cây nhiều đâu, nên các bạn cứ xài hoài đi ha. Cái quan trọng là nó không có giảm tuổi thọ cho cây của bạn nhiều đâu, nhưng mà điều quan trọng á, nếu mà bạn chăm sóc không đúng á, cái yếu tố làm cây bạn nó si á, đặc biệt là khi bạn chất trồng bạn lèn nè, bạn bón nhiều phân hữu cơ quá, chất trồng bạn lèn nắm rễ rồi bộ rễ nó bị chai, rồi bộ rễ nó bị đen bị thúi á ha, nó còn tệ hại hơn, nó sẽ già, nó chết cây si cây luôn, chứ đừng nói tới giảm tuổi thọ ha. Nên chính vì thế á, mình xài những cái loại mà kích thích như thế này nè, thì mình xài liều lượng đúng mà, và cách thức xài nó đúng ha. Thì những cái giai đoạn cây phát triển ha, cành nhánh như đặc biệt là từ tháng 3 tháng 4 5 6 7 8 9 là ha, là mình xài siêu lăng kẽm ok với nhau ha. Chỉ không giãn cách ra xài những cái tháng cuối năm thôi, giảm liều và giãn cách ra. Ví dụ như bình thường mình xài một tháng một lần, thì thí dụ như những cái tháng cuối năm như tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì bạn có thể là một tháng rưỡi hai tháng bạn tưới một lần thôi nè. Có nghĩa là bạn xài nó, bạn phải là coi như hai tháng đổ lại bạn phải tưới một lần nha, chứ không để quá hai tháng. Quá hai tháng là cái cây nó sẽ không được cung cấp cái dinh dưỡng, đặc biệt là amino acid nè, với lại cái hormone GABA nè, thì cái cây nó sẽ xuống sắc nha các bạn ha. Tôi gửi cho mình. Rồi bây giờ mình, trước khi mình tưới thực tế thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Thì nói chung là mình hơi ẩu á, lúc này trời nắng nóng nhưng mình vẫn tưới giấc sáng. Còn mình khuyên các bạn lúc thời tiết nắng nóng như thế này nè, còn nên tưới giấc chiều ha, tưới phân tưới thuốc gì nên tưới giấc chiều, giấc chiều 5 giờ mấy đó tưới nó rất là ok ha. Tưới xong rồi ria nước thêm ha, ria nước thêm càng tốt. Giờ mình sẽ tưới thực tế cho bạn xem nè. Cái cây này là cái chậu 4 ha, thì mình tưới cho nó khoảng 1 lít, 1.5 lít, lít rưỡi cũng được thôi ha. Đó, tại mình pha loãng mà mình tưới hơi dư chút cũng không sao. Đó, mình tưới cho bạn xem ha. Tại vì mình đã pha loãng và mình có tưới hơi dư một chút cũng không sao ha. Đó, một ca này là 1 lít nè, thì mình tưới nó khoảng 1.2 lít. Đó, mình tưới ít quá thì nó không thẩm thấu hết được cái chất thuốc này, chất phân này trong chất trồng, nên mình cũng phải tưới sao cho nó, cái lượng nước nó có phải đủ một chút ha. Ví dụ như cái cây mà chậu 2 đi thì bạn phải tưới khoảng 200ml ha, chưa tới 1 xị đó. Thì chậu 3 thì bạn có thể tưới nửa lít ha. Chậu 3.5 thì bạn có thể tưới là 1 lít ha. À, ví dụ như mình nói nè, cái cây mà nó yếu á, tàn lá ít á, thì bạn tưới ít lại. Ví dụ như mình nói, ví dụ như cây mình nói cây này chậu 5 đi. Cây chậu 5 này cây đang khỏe mạnh ha, tàn lá nhiều. Thì thay vì chậu 5 mình kêu là tưới 1.5 lít, 2 lít đi đúng không? Thì bạn nếu mà cây bạn yếu á, mà vẫn trồng chậu 5 như thế này á, thì bạn tưới 1 lít thôi. Đó, vậy đó. Đó, bên này mình tưới khoảng gần 2 lít luôn nè. Đó, tại cây này tương đối là tàn lá nó nhiều. Đó. Tại mình pha loãng thì mình tưới nó hơi dư một chút cũng không sao các bạn ha. Đó. Rồi cái cây này cũng là chậu 3.5 nè, mình tưới 1 lít luôn nè. Rồi mình sẽ tưới tiếp nữa, ha. Cây này là chậu 5 nè. Tưới nó khoảng 1.5 lít ha. Mình thấy mình để chất trồng nó khô rồi mình mới tưới nè ha. Mình để chất trồng nó khô mới tưới nha các bạn ha. Và tưới như vậy chút bạn ria nước lại và qua mấy ngày sau ha, 1-2 ngày sau tùy theo chậu, thì theo tàn lá như thế nào đó, thì theo chất trồng mà thoát nước tốt hay không thì để chất trồng nó khô rồi rồi mới tưới nước lại nha các bạn ha. Đó. Rồi cái cây này chậu 5.5 lít thì tưới nó khoảng 2 lít, 2.5 lít gì cũng được ha. Nếu mà cây bạn tàn lá nhiều bạn tưới 3 lít luôn cũng được. Sao? Chậu này mình tàn lá mình cũng còn chưa có nhiều, mình tưới 2 lít ha. Đó.
thấy hồi nãy chắc trồng nó khô như thế này ha, nó tưới ha. Tiếp tục cái chậu 5,5 này, chậu này chậu 6 nhưng mà mình trồng nó bị giật xuống một khúc chất trồng ha, tại vì nguyên lý mình không có trồng chất trồng nhiều các bạn ha, trồng chất trồng nhiều những cái tháng mưa sắp tới á là cái cây bạn nó không có sung được đó, đặc biệt cây tàn lá bạn chưa có nhiều quá ha. Đó, cây này mình tưới 2 lít. Đó, mình thấy mà các bạn thấy mình để chất trồng nó khô mình mới tưới ha, tưới chút mình ria nước sơ sơ lại nữa, tại mình tưới loãng ria nước sơ sơ lại nữa ha. Đó, đó như mấy cây nhỏ này mình tưới cho nó khoảng chừng 100 lít được à, 100-150 lít được à. Cậu nhỏ này bạn tưới mà nó sơ sẩy nó dễ dư liều lắm nha, tưới miếng thôi. Đó thì mình tưới sơ sơ cho bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngưng video, mình sẽ tưới thực tế cái mấy cái cây của mình. À, ví dụ như bây giờ cây của bạn chậu 7 đi thì bạn tưới cho mình 3,5 lít ha, chậu 7 thì tưới 3,5 lít, còn chậu 8 thì bạn tưới có thể là 4 lít 5 lít, rồi cho 1 mét thì bạn có thể tưới cho mình là 6 lít ha, và tùy thuộc vào cái cây của bạn hoành nhỏ tàn lá ít nhiều nữa. Ví dụ như mình nói vấn đề này hoài, ví dụ như cây hoành 40 đi nhưng mà cái cây mình trồng chậu ép chậu á, hoành 40 mà mình chỉ ép vô cái chậu 5 hoặc là chậu 5 thôi, thì bạn thấy chậu 5 này tưới quy định mình cho tưới 1,5 lít 2 lít thôi đúng không, mà cái cây hoành 40 mà bạn trồng tới chậu 1,2 m thì chậu 1,2 m bạn tưới tới 7-8 lít à, thì đó thì bạn thấy cây bạn mà hoành nhỏ mà trồng chậu lớn và tàn lá nó ít ha, thì bạn giảm cho mình tối đa ha. Ví dụ như bây giờ cái cây hoành 40 bạn trồng chậu 1 mét đi, thay vì chậu 1 mét tưới tới 6-7 lít lần, thì bạn thấy cái cây của bạn cây hoành nhỏ mà trồng chậu lớn quá thì bạn tưới ít lại cho mình, thay vì tưới 6 lít thì bạn tưới khoảng là 4 lít thôi đó ha, lưu ý rồi cho mình ha. Và thí dụ như cây bạn tàn lá nó ít nữa thì bạn tưới ít lại cho mình nữa ha, đó phụ thuộc vào tàn lá. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng ha, mình ngưng video mình sẽ tưới mấy cây của mình còn lại ha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy nhấn bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả ha, để theo dõi những video mới nhất của mình. Bạn nào thấy video mình hay hãy cho mình một like ha.